Hi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe cùng bạn Tuấn Rồn. Và hôm nay chúng ta lại gặp lại những cây đàn bị hư hỏng. Hôm nay trường hợp hư hỏng của chúng ta là một cây đàn, theo khách báo thì đàn hư mạch bên. Và khách cũng chưa có kinh nghiệm thay thế bên cho dòng này. Vì vậy là anh khách này đã gửi đàn từ Bình Thuận vào cho mình để thay thế, sửa chữa. Thì Bình Thuận thì có rất là nhiều khu vực, nhưng mà khách của mình thì đang ở Phan Thiết, một cái khu vực rất là nhiều nhà xe thuận tiện để gửi đàn về MeToMe nha các bạn. Nếu các bạn ở Phan Thiết thì đó thật là tuyệt vời, thì các bạn có thể gửi đàn cho MeToMe trong ngày và có thể nhận hàng trong ngày luôn nha các bạn. Rồi, ok, bây mình sẽ mở cây đàn ra. Đàn được đóng gói rất là cẩn thận và chắc chắn theo hướng dẫn của MeToMe. Trước khi đóng gói đàn gửi vào MeToMe thì mình thường hướng dẫn khách hàng đóng gói kỹ càng, bao bọc cẩn thận để tránh nước và tránh va đập. Thì ban đầu khách của mình chưa có bao da và có thể là anh đã đi mượn bao da để gửi đàn vào cho an toàn. Chúng ta đã mở ra được rồi, chúng ta đã mở xong bọc ni lông rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong có gì, coi thử là cây đàn hay là khúc gỗ. Này, đây là dây kéo mình mở ra nha. Bên kia thì có một cây cục adapter 12V. Adapter loại 12V. Đàn được gói rất là cẩn thận bằng chăn màng nha các bạn. Bọc kín như thế này rất là tốt nè. Khi gửi đi xa thì đàn êm lắm. Gửi có nước thì cái khăn này nó cũng sẽ thấm nước cho mình, nó không có vô tới trong đàn. Cái bì thơ này có lẽ là cái tiền lì xì mà anh khách ảnh đưa cho mình đây. Xíu nữa mình sẽ kiểm tra trong này có bao nhiêu tiền lì xì nha các bạn. Cái này là mừng xuân nè, năm nay may mắn quá được khách lì xì. Rồi mình sẽ mở khởi động đàn để kiểm tra cái lỗi đúng như là khách mô tả hay không, sau đó bên công ty mình sẽ tiến hành sửa chữa. Bên đã được khách ở nhà thử sửa chữa và khách đã tháo ra luôn rồi nha các bạn. Thì bên mình bây giờ đã kiểm tra và xác định đúng bệnh như vậy rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở đàn ra và coi bên trong nó như thế nào, sau đó tiến hành sửa chữa. Mọi người cùng theo dõi nha. Rồi các bạn, sau khi mở vỏ cây đàn ra hết tất cả các ốc bên ngoài thì chúng ta bắt đầu mở cái cụm bàn phím ra nha các bạn. Bao gồm 3 con ốc, 1 con, 2 con và con thứ ba nằm ở đây. Thì sau khi mở 3 con ốc này thì các bạn phải tháo bàn phím ra. Rồi, tháo bàn phím ra theo hướng này nha. Đó, để đậy cho nó gọn, chứ các bạn mà tháo mấy cái sợi dây cáp đi ra thì rất là phiền phức. Rồi, bây giờ các bạn có thể thấy là cái mạch bên. Mạch bên là khách đã xả hết mối hàn ra rồi nè. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay nguyên cái mạch này. Cái công đoạn mà xả mối hàn ra thì các bạn có thể tự nghiên cứu ở nhà nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đấu cái bên của bên mình vào trong cây E423 này. Mình sẽ có một cái mạch bên của MeToMe và gắn vào. Bây giờ mình sẽ mở bên này ra trước, mở cái mạch này ra trước. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái mạch bên của MeToMe vào. Và phương pháp hàn như thế nào bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Hàn cũng rất là dễ thôi, các bạn có thể tham khảo clip này và các bạn sửa được tất cả các loại bên do dòng E423 luôn. Rồi, trước tiên các bạn mở cái bo bên này ra nha, mở cái bo bên cạnh này ra. Rồi, các bạn có thể thấy là kỹ thuật của mình đang tháo rời cái bo đây ra. Đó, cái bo này nó có một cái rắc cắm này và mình rút mạnh ra là xong. Rồi, rút ra xong thì mình sẽ thấy ở đây có một cái sợi dây. Sợi dây này là do khách của mình người ta mở ra rồi cho nên nó mất luôn cái rắc bên kia rồi. Đúng là nó có một cái rắc ở đây nha các bạn. Đó, có một cái rắc kết nối ở đây. Nhưng mà bây giờ khách của mình tháo mất cái rắc đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái hạ
hàn trực tiếp cái dây này vào trong cái mạch bên của MeTuMe luôn. Rồi chúng ta bắt đầu. Rồi, hay các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái bên của đàn E423. Và trên tay của Tuấn bây giờ là một cái bên do MeTuMe cung cấp, mạch bên nguyên cụm do MeTuMe cung cấp nha các bạn. Thì cái mạch bên này nó có rất là nhiều ký hiệu, trong đó chúng ta sẽ để ý những cái ký hiệu hình tam giác ngay chỗ những cái chân cắm nha các bạn. Khi bán về thì bên mình sẽ cũng có hướng dẫn lại một lần nữa cho các bạn, nhưng các bạn cứ xem video thì các bạn sẽ thấy có một cái hình tam giác ở bốn chân. Đây, các bạn có thấy ngay đây có một cái hình tam giác này. Đó, cái hình tam giác này nó sẽ là ký hiệu tương ứng với cái đường sọc màu trắng ở trên cái dây cáp nha các bạn. Bạn sẽ thấy một cái đường sọc màu trắng trên sợi dây cáp và cái chân đó sẽ là chân đầu tiên chúng ta cắm vào. Rồi chúng ta cắm theo hướng dẫn của Tuấn nha. Rồi chúng ta sẽ cắm tương ứng với chân màu trắng là có một cái hình tam giác mình đã ký hiệu ở trên mạch rồi nha các bạn. Đó, thì các bạn cắm vào, các bạn so chân màu trắng ứng với cái hình tam giác. Cái chân có sọc màu trắng sẽ ứng với cái hình tam giác ở trên mạch. Vậy là xong, chúng ta bắt đầu kẹp mạch vào và hàn nha các bạn. Rồi các bạn cùng thấy là mạch đã được chuẩn bị hàn và chúng ta sẽ gá vào đây. Chúng ta trước tiên chúng ta định vị cái mạch với lại sợi dây trước. Rồi để cho nó dính một ít chì vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ kẹp mạch vào để hàn cho nó chắc chắn. Nếu các bạn không có kẹp thì các bạn có thể nhờ người thân cầm giúp mình. Các bạn nhớ là phải an toàn lao động nha các bạn. Mỏ hàn rất là nóng và có thể gây bỏng. Rồi chúng ta sẽ cùng xem Tuấn hàn. Rồi, chỉ có 3 mối hàn thôi bạn, rất đơn giản. Vậy chúng ta nhớ hàn đúng hướng thì sẽ thành công thôi. Hết sức đơn giản luôn các bạn. Chỉ hàn 3 sợi dây này vào trong cái mặt bên thế là thành công rồi. Để lấy nét tỉ rồi nha. Đó, các bạn sẽ thấy rất là rõ. Rồi bây giờ bên mình sẽ chui ra cho nó sạch sẽ là các bạn sẽ thấy thêm một lần nữa. Các bạn có thể dùng cồn để chùi hoặc là bất cứ hóa chất nào chuyên vệ sinh mạch nha các bạn. Đúng rồi. Rồi bây giờ mạch đã rất là đẹp rồi nha các bạn. Bên mình đã hàn xong rồi nè. Các bạn có thể thấy ba cái chân này các bạn không được hàn dính nhau nha. Bị dính bất cứ cái nào cũng được. Cái chân cuối cùng này là cái chân mình không hàn nha các bạn. Có thể để trống. Chúng ta bắt đầu hàn từ cái chân có hình tam giác màu trắng này, tương ứng với dây màu trắng, dây sọc trắng này. Rồi bây giờ mình sẽ lắp trở lại vào cái đàn E423 để test. Đây, trước tiên các bạn ấp cái trục này xuống và xoay cái trục theo hướng này nha. Sau đó bạn mới gài vào trong này cho nó dễ. Chúng ta cùng test cái lò xo như vậy đó. Cách lắp bên thì như thế này các bạn kéo bên hết cỡ về phía bên trái của tay mình đó. Rồi các bạn nhét xuống, sau đó các bạn đẩy vào đó. Cục tiếng cục nghe phát ra thì các bạn sẽ thấy tất cả các khớp của cái bên này đã ăn vào trong vỏ của đàn. Và bây giờ bên mình sẽ tiến hành gắn hai con ốc cuối cùng này là xong rồi. Mình sẽ thử test lại một lần nữa nha các bạn. Ok rồi, hoàn hảo rồi. Khi các bạn lắp xong các bạn thử xoay cái bánh xe bên này nè. Nếu bạn thấy tưng tưng giống như vậy là ok rồi. Nó trả về ngay chính giữa cái tâm là mình đã thành công 90% rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ test kết quả nữa thôi.
Rồi chúng ta đã cấp điện cho đàn và tiến hành test đàn. Đàn E453 nha các bạn. Đây là cây đàn E453, cây đàn E453. Rồi, chúng ta sẽ test thử. Rồi, mọi thứ hoạt động ok. Vậy là quá trình sửa chữa cây đàn E453 bị lỗi bên ở công ty Mutomy đã hoàn tất. Nếu các bạn có sự cố liên quan đến E453 bị lỗi bên thì có thể liên hệ ở Mutomy ở số điện thoại dưới màn hình. Ngoài ra các bạn có thể gửi đàn về công ty Mutomy theo địa chỉ mà bên mình cung cấp. Đàn có thể gửi về trung tâm quận 5, quận 10 hoặc các quận lân cận quận 5, quận 10. Bên mình sẽ ra nhận đàn về và sửa cho các bạn. Những bạn ở trung tâm thành phố hoặc là ở lân cận thành phố như là Biên Hòa, Bình Dương thì các bạn có thể nhận đàn ngay trong ngày nếu các bạn chịu khó mang đàn tới công ty để sửa chữa. Ok, xin chào mọi người. Chúc anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mutomy Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.